nếu như ba mẹ không muốn cho răng của con mình sau này mọc lộn xộn tùm lum tùm la 9630 thì không thể bỏ qua video ngày hôm nay được về vấn đề điều trị sớm ở răng sữa khi mà răng sữa đã bị mất quá sớm. Nếu các bạn theo dõi những chuỗi video về nền răng sớm từ bác sĩ Ngọc Anh thì đã thấy được tầm quan trọng của răng sữa đúng không ạ? Và nếu như cái răng sữa, ví dụ như một cái răng sữa 11, 12 tuổi mới thay nhưng mà 7, 8 tuổi đã bị mất, đã phải bị nhổ đi bởi vì sâu quá lớn thì điều gì sẽ xảy ra ạ? Thì sau này cái chỗ mà nhổ mọc răng vĩnh viễn đó nó sẽ không có đủ chỗ để mọc lên và răng sẽ mọc lộn xộn, đơn giản vậy thôi ạ. Vậy thì ba mẹ không thể bỏ qua video ngày hôm nay, vì sao vậy? Bởi vì bác sĩ Ngọc Anh đưa ra những giải pháp để phòng ngừa cho cái sự mọc răng lộn xộn đó bằng cách giữ khoảng đó, không cho cái răng nó sẽ mọc tùm lum mà giữ chỗ đúng cái khoảng đó, giống như là mình giữ đất cho cái răng sữa ở dưới, cái răng vĩnh viễn ở dưới nó sẽ mọc lên vậy đó. Nào, chúng ta cùng theo dõi chủ đề của ngày hôm nay, đó là làm sao để mình có thể giữ được cái khoảng mà mình lỡ nhổ răng sữa quá sớm. Vâng, đơn giản thôi, cách mà bác sĩ Ngọc Anh sẽ sử dụng đó là mình sẽ sử dụng những khí cụ để giữ cái khoảng đó. Tức là sao? Khi hai cái răng, một cái ở giữa mất đi, mình không muốn cho hai cái răng bên cạnh nó đổ về cái phía chỗ mất răng đó, làm cho cái răng vĩnh viễn ở dưới nó không mọc lên được, thì mình làm sao mình giữ cho hai cái răng này nó không có đổ về là được. Và sau đây là những cái khí cụ để bác sĩ Ngọc Anh hay sử dụng để giữ lại cái khoảng đó. Ví dụ như là bộ giữ khoảng một bên, bộ giữ khoảng hai bên, rất là đơn giản, là bé chỉ cần mang cái đó vô trong miệng và thật sự thì nó chỉ hơi khó giữ vệ sinh một tí xíu thôi, nhưng mà bé sẽ rất là dễ chịu và cái hữu ích phía sau đó sẽ là răng vĩnh viễn sẽ không có mọc lộn xộn. Vâng, các bạn vừa xem những cái case lâm sàng mà bác sĩ Ngọc Anh đã giữ khoảng đó lại, làm cho cái răng vĩnh viễn nó không có bị mất chỗ sau này khi nó mọc lên. Thật là thú vị đúng không ạ? Và chỉ cần một cái động tác nhỏ này thôi, chỉ cần ba mẹ dắt con đến nha khoa là những cái động tác rất nhỏ này thôi, chi phí cũng không cao một tí nào, nhưng ba mẹ đã giúp cho hàm răng của bé sau này được mọc đều đặn hơn mà không mọc lộn xộn tí nào. Vậy hãy còn chần chờ gì nữa, hãy dắt con đến khám răng để làm sao có một tương lai, một hàm răng đều đẹp và không tốn nhiều tiền cho nha sĩ đúng không ạ? Vâng, xin mời quý vị và các bạn hãy subscribe ngay kênh của bác sĩ Ngọc Anh nếu như quan tâm đến bộ răng của con mình. Về chủ đề niềng răng sớm sẽ còn 10 video, hơn 10 video nữa về chủ đề niềng răng sớm này. Nào, chúng ta cùng đón chờ nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc ba mẹ và các con có những nụ cười bình an.